Trưa nay mùng 10 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. Và trong không khí nồng ấm tình hữu nghị, hợp tác chân thành, hai thủ tướng đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ trong thời gian tới. Thủ tướng Narendra Modi chúc mừng các thành tựu Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nhất là vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, khẳng định Ấn Độ mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, giao lưu, hợp tác văn hóa. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ có những mối liên kết và gắn bó từ lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và đang ngày càng phát triển tốt đẹp hiệu quả. Hai thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục duy trì các hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp bằng hình thức linh hoạt trực tuyến hoặc trực tiếp khi điều kiện dịch bệnh cho phép, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022, mùng 7 tháng 1 năm 1972, mùng 7 tháng 1 năm 2022. Trong bối cảnh hiện nay, hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước sẽ cùng nhau hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chính phủ Ấn Độ ưu tiên hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận nguồn vaccine bằng nhiều hình thức khác nhau và nhanh nhất, nhiều nhất có thể, đồng thời hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam, tạo điều kiện cho các cơ quan của hai bên trong việc cung ứng vaccine của Ấn Độ cho Việt Nam. Thủ tướng Ấn Độ hoan nghênh và bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực này. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy, phát huy các cơ chế tham vấn, đối thoại, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và phối hợp trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đẩy mạnh hợp tác ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Hai bên nhất trí nỗ lực sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 15 tỷ đô la Mỹ một năm thông qua việc tăng cường xúc tiến thương mại, giảm thiểu các rào cản kỹ thuật, hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của hai nước, nhất là các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh và đề nghị các doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như công nghệ chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ ô tô, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng tái tạo. Hai bên nhất trí tăng cường ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, khi hai nước cùng là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an trong năm 2021. Hai thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982.